Ngon nha, cá tươi quá trời đồ đúng không? Nhìn rất là ngon ha, nắm nè. Rồi đậu Hà Lan. Cái này nấu sôi ăn ngon lắm rồi, nhưng mà nó hơi mắc ha. Cái này nó hơi vô ít ha. Quá trời ngon luôn các bạn. Nho, nhãn. Xong chưa? Xong chưa con nha? Mua à? Rau thì giờ nói chung là buổi chiều rồi, nhưng mình thấy giờ là nó còn ít đó các bạn. Tại buổi sáng nhiều hơn ha. Bây giờ người ta mua cũng sắp hết rồi đó, nên nhìn nó còn được ngon mấy ha. Cô nói làm gì mẹ nấu canh hả? Rồi và bây giờ mới cân xong rồi các bạn, cho nên bây giờ sẽ qua quầy mua dầu ha. Dạ. Không được, nó không thấy không được. Kiếm nữa. Có ai đây em hỏi người ta đi. Xong rồi. Không ăn được luôn hả? Vậy lấy ít đường thôi. Không được không có. Không được, thường thường người ta ít ăn, không biết có để đây không. Ngủ rồi hả? Mua giáp chó không hay là mua cái mua cái ốc chó này nè, mua cái ốc chó này nhìn ngon, nó không đợi có đem đúng không? Thấy quen không biết có đem, không biết có đem, có không thiệt chứ bộ không có đem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đi mua không phải nhỏ hả? Đi mua đi, nhưng mà lâu không tiền. Trời rút lâu. Đúng rồi, đây này đi nào lâu. Mà qua quầy gì đồ chai, đồ chai nha các bạn. Rồi đang đến quầy đồ chai của mommy mình ha. Bắp gì em muốn gì? Chả giò, chả giò lá lá cây. Giống nhau hả? Giống nhau mà. Thế hả? Chả lụa hả? Ok. Còn mua gì nữa mua đi. Cái lầu coi mà. Rồi lên cầu thang lên phía trên để xem nha các bạn. Xem qua phía trên có gì mua không ha.